Mình xin chào tất cả các bạn và mọi người nha. Thì ngày hôm qua mình đi bằng về mọi người. Thì cỡ đúng là hôm qua thứ bảy mình đi bằng về cỡ nó hơi có hơi tối quá mọi người. Cái mình bữa nay là chủ nhật nè. Thì mình thấy vậy cái mình đi lấy cái lồng, một cái lồng mình mua hổm cái lồng là mắc quái á mọi người. Cái mình lấy mình đi đặt qua bên cái mương mấy bên kia mọi người. Mình đặt thử rồi sáng mình thăm có con gì không, mình sáng mình quay cho mọi người xem. Rồi hiện tại bây giờ là cỡ 6 giờ sáng đó mọi người. Rồi giờ mình đang đi trên đường đi lại cái chỗ mà mình đặt cái lồng hôm qua mọi người. Thì hôm qua mình về đó quá cái mình không có làm kiểu như mồi bị đặc biệt đó mọi người. Mình có mua cái bịch thức ăn mà cái thức ăn là hai mấy ngàn mà hướng người ta đi câu cá mọi người. Mình bóp một cục, mình dội nước đó, mình bóp một cục cỡ giỏ cái bự hơn giỏ cái mọi người, cho mình bỏ vô trong cái lồng mắc quái của mình đặt thử coi, tại mình nghi chỗ đó là nó sẽ có tép mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là mình đang đi tới cái chỗ mình đặt tép lên nha mọi người. Đây tép xích kia mọi người đó, tôi kia luôn á. Cái chỗ này mình lúc trước mình có đặt lương cũng dính cũng mớ lương nha mọi người. Giờ nó hơi lên nhưng hơi có mớ cỏ với bèo đồ mọi người. Chứ khúc đó là người ta hay là dọn trống, mương trống mọi người, hay cá nó ụp cái mình làm mồi bỏ đại vô luôn, hướng của nước dính còn gì không. Nhưng mà có dính cá đồ thì mình sẽ làm ẩm thực, mình sẽ lấy cá để mình làm ẩm thực. Còn không dính thì mình sẽ đi mua cá là mua cái gì đó về để mình làm ẩm thực. Đây chỗ này mọi người thấy không, nhà chấp nó thấy không. Mưa này người ta cũng như người ta mới dọn mọi người, xịt thuốc cỏ rồi dọn bờ người ta nè. Này mình đặt ở chỗ này nè. Ồ mình thấy làm như có tép cái gì mọi người ơi. Ồ mình thấy làm như có tép cái gì mọi người ơi. Trời ơi tép mọi người rồi. tép nè thấy không, tép nè. Dữ rồi ô quá dữ luôn rồi, nhấp luôn rồi nè mọi người nè, chín tép nhấp chân luôn rồi. dữ rồi không có con cá nữa cho mình miếng tép chút chân luôn đây nè. Vì mày mà rồi được bộ im mà nghe đây nè, để mình nhủ lại cho mọi người xem nha. Nó gom lại, nó gom lên ngay chân giữa cho mọi người xem. im mày ô nè mọi người dữ à. Như đây là chắc người có bụm á trời. Thế nè ngon đây tép này, tép còn nhỏ không nè mọi người ơi. Nè thấy không, mình lấy ra mình xem thử không đây. Tép này là kiểu như mà camera tép này kiểu như tép con mọi người, tép con cháu mọi người nè. Thế mình bóp cái này lại cái rồi nó thu gọn này lại cái ngon à, dữ rồi. Đây cục tép nè. Cái này là cái này là mình sẽ làm ẩm thực về mấy con này nha mọi người. Đây mình tưởng nó là nó không có cá có tép gì, mình đặt thử ở nhà dính tép đóng tép luôn mọi người ơi. Dính đóng tép luôn. Đây mình cho mọi người xem cái bọc thức ăn của mình. Cái này là mình đặt dính thiệt nha mọi người, chứ không phải là mình về giỡn gì nha mọi người xem mọi người cười mình nha. Tại vì hôm qua mình đi bằng về tối quá mọi người, mình đi bằng về tối quá cái mình không có làm mồi. Thường thường là người ta làm mồi là người ta làm cám với thức ăn, hoặc là cám với cám gạo mình đó nha mọi người, cám với mắm có linh đó, người ta cái mắm có linh người ta bắt lên cái nồi lên xong cái người ta khuấy cho nó đều nóng cho nó tan ra, cái người ta trộn với cám gạo mọi người. Thì mình đi về tối quá, hôm qua là thứ bảy mình đi bằng về tối quá cái mình không có làm. Tại vì mình có mua cái bọc thức ăn hổm mọi người này. Đây mình cho mọi người xem thử. Thấy không?
bọc thức ăn này là bọc thức ăn câu cá mọi người nè, thấy không? Bọc này là mình cứ ống lấy là cái bọc mà tanh nhất luôn mọi người, là vừa dính cá dính tép dính tôm cua rồi luôn nha mọi người. Là cái bọc này nè, mình hôm qua mình bóp cục lớn vậy nè, mấy cái mình tối mình đi đặt á, mình không có quay lại trực tiếp cho mọi người xem. Nếu mà mình quay lại cho mọi người xem á thì cái clip mình nó sẽ được đầy đủ hơn. Nhưng mà mình tối quá cái mình máy mình cũng hết pin đó mọi người, ra là mình không có quay lại. Sáng hôm nay mình sạc đầy pin, sáng hôm nay tối mình sạc rồi, cái sáng hôm nay mình đầy pin cái mình đi quay lại cho mọi người xem, mà tưởng là nó không dính con gì trơn, ở nhà nó dính. Vì là cái mẻ này là im hơn cái mẻ hõm. Hõm là mình cũng có làm một cái clip là đặt ở chỗ cái ao mấy bên kia, cái ao mà người ta bỏ hoang mọi người, thì nó không có dính con gì chứ. Chung là mình quay đồ đầy đủ lắm nhưng mà nó không dính chứ. Nhờ cái clip này thì mình không có quay chân quay đồ như mấy clip trước nha mọi người. Mình chỉ đi quay mình đặt thử thôi, tại vì mình sợ nó không dính. Mình đi dân quay, mình quay cảnh nhiều quá cái mình ráp vô lúc mà mình đi thăm rồi có không dính gì chứ. Nói chung là rất là dở. Thì sáng rồi mình chưa xúc miệng luôn nha mọi người. Thì mình nôn quá mình đi thăm thử, mình nghi là cái này có tép rồi mình đi thăm thử ra ăn à, dính thiệt. Tép cua rồi dính như đây nè. Bọc này là ngon lành luôn nè nha mọi người. À. Vậy nữa giờ mình kiếm cái chỗ nào đó mình đổ ra mình cho mọi người xem nha. Rồi giờ mình sẽ tạm kết thúc video tại đây. Mình sẽ kiếm cái thao gì đó mình đem về mình sẽ đổ cho mọi người xem nha. Rồi mình chào tất cả các bạn và mọi người nha. Đây mình mới vô nhà mình lấy được cái thao mọi người, để mình đổ tép ra mọi người. Đây để mình dương nó ra cái mình vũ nó cho nó dính mấy con tép như này, cái nó dính lại cái nó gớt ra hết nha mọi người. Này cái đồng này thấy không đó, bắt quái này mình mua đâu năm mươi mấy ngàn á mọi người, 55 ngàn mọi người. Mua cái mình đặt cái hỏm cái mình bỏ để cái mình đem lên cái mình phơi khô cái mình để tới giờ luôn mọi người. Thành ra là nó không dính, cái mình làm biến đặt cái mình để tới giờ luôn. Bây giờ mình đặt lại thử mình coi có dính gì, mình làm ẩm thực cho mọi người xem mọi người. Đặt ra nhẹ nó không dính cái cá mà nó dính tép đóng tép luôn. Chung giờ này cũng rất là sáng sớm nha mọi người. Đây mọi người xem thấy không đó. Ồ như đây cũng bột mà nghe mọi người. Cái này cũng như cái lỗ nó cũng như nhầm con dính tép nhỏ quá mọi người, cái lưới thưa cái lưới kiểu như nó cái lỗ nó cũng hơi lớn á mọi người. Cái tép nó ra hết mấy con nhỏ nó ra, thấy nó cầm như dài cái nó gớt như dài mọi người, mấy con nhỏ quá. Ồ như đây cũng bộn nha mọi người. Đây thấy không, như đây cũng cỡ 200-300 gram à. Được ngon, được. Tép này cũng như nó hơi nhỏ mọi người nè, thấy không? Tép này đắp cái tép này như tép cháu mọi người, nó hơi nhỏ. Rồi, mình xin một cái ăn của mình nãy mình có quay cho mọi người xem. Rồi, giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Rồi nếu như mà mình sẽ suy nghĩ nó ra mình làm sẽ làm một cái món gì đó rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Rồi mình chào mọi người nha. Thì cái clip này mình không có đi chân quay đồ cầu kỳ gì chứ, mình chỉ quay đơn giản cho mọi người xem thôi, mình dính thiệt nha mọi người nè. Rồi mình chào mọi người nha, hẹn mọi người gặp video sau nha.